Chào mừng quý vị và các bạn đến với phần 2 của chương trình. Thì cái việc DBA, PhD hay thạc sĩ cử nhân gì đó, vấn đề cuối cùng là mình có lượng kiến thức rất là lớn. Thì DBA của anh là thì mình thấy là ngoài kiến thức thì mình có một lần anh có mời mình là tham dự một cái alumni của cái cộng đồng anh á. Thì mình hơi bị bất ngờ về cái profile, hai profile của cái alumni của anh. Bên EU á, cái network thì mình nghĩ cái lợi ích đầu tiên là kiến thức mình không nói, cái thứ hai có phải là anh là network không anh, để giúp mình trong công việc hay là trong cuộc sống không anh? Cái này câu hỏi này rất là hay. Thực ra là ngay từ lớp học đại học hay là học thạc sĩ thì mình là vẫn có nó cái network rồi, nhưng mà ông bà mình có nói câu là ngư tầm ngư mã tầm mã đó. Mình học tiến sĩ á, thì nếu mà trong cái cộng đồng của mình mà có những người mà ở cái level cao, họ những cái người học vị cao hay là họ là những người rất là high profile á, thì mình sẽ có một cái network rất là tốt. Tại vì không có cái gì mà thân hơn bằng anh em đi học ấy á. Thì anh em đi học là cùng sát cánh với nhau, cùng khó khăn với nhau, cùng cùng một nỗi đau, cùng một nỗi khổ, thành ra là nó rất là gần gũi, gắn kết với nhau. Việc này nó cũng không phân biệt độ tuổi. Nhìn mình thấy là trong cái network của mình có những anh chị vẫn hơn 60 tuổi, 70 tuổi vẫn đi học, Đầu bạc hết trơn. thì lúc đó là mình thấy những cái network rất là quý. Thì một trong những cái mà lý do để mình học chương trình tiến sĩ đó chính là network. Thì network ở đây á, nó không chỉ dừng lại ở cái việc là thế hệ của mình, mà có những cái khóa trước mình hoặc khóa sau mình, thì mình liên kết với nhau lại, nó thành một cái alumni, anh em hỗ trợ nhau, đồng hành nhau trong công việc. Và mình sẽ làm sao mình giữ được cái việc mà long life learning, là học cả đời, mà mình giữ cái việc học nó liên tục. Ví dụ như anh em học tiến sĩ xong rồi bây giờ vẫn tìm những cái đi học tiếp theo, ví dụ như học postdoc, học cái chương trình khóa ngắn hạn, những chương trình mời thầy ở Harvard, ở Oxford về dạy. Thì đó là lý do vì sao mà anh em gắn kết với nhau. Thì cái network này nó hay ở chỗ là mình net xong rồi nó mới work, và cái net này nó được kết nối thông qua cái công việc đi học. Thì hiện nay một số anh em cũng work được với nhau một số thứ rất là hay. Tại sao anh nói chuyện postdoc á, tại vì mình có biết, tại vì trong cái cộng đồng nghiên cứu mình có biết thì ngoài cái việc anh hướng dẫn tiến sĩ thì cái này anh mình biết rồi, thì anh hình như cũng có hướng dẫn để làm những cái bài báo nghiên cứu khoa học đó. Thì hồi nãy anh có nói anh Bảo Long đúng không, bên bên Harvard đúng không anh đó là hỗ trợ làm postdoc đúng không anh? Dạ đúng rồi. Thực ra là cái postdoc là cái chặng đường tiếp theo để học tiếp sau tiến sĩ. Thì ở Việt Nam mình chắc là anh em nghe tới tiến sĩ là khiếp rồi. Giống như mình qua đại học thì mình thấy đại học nó đơn giản, xong mà qua thạc sĩ thì mình thấy thạc sĩ đơn giản, còn mình chưa tới tiến sĩ thì mình thấy tiến sĩ là bầu trời. Tiến sĩ xong mình thấy nó đơn giản, thì anh em tiếp tục lên ngọn núi tiếp theo là lên ngọn núi postdoc. Thì bây giờ nó chỉ có phần là sau tiến sĩ thôi, chứ nó không có cái phần cao hơn nữa. Thì anh em tìm hết postdoc là Harvard, tìm hết postdoc ở Oxford mà mình học, mà mình duy trì liên tục. Thì anh em cũng duy trì thói quen là publication, là mình nghiên cứu học, mình đi trình bày hội thảo rồi mình đăng báo. Thì hiện nay cái việc hướng dẫn thạc sĩ, tiến sĩ hay hướng dẫn một số anh chị đăng báo để làm postdoc, thì cái này trường mới là một số anh em trong team đang làm. Mà mình làm riết thì anh Vinh sẽ thấy là nó giống như một cái đam mê, cái sở thích hơn mình phải làm hay bị làm, tức là gần như nó gắn liền với công việc, và mình đang làm cái này giống như một cái thói quen, và cái này nó sẽ giải thích cho mình được rất nhiều việc. Ví dụ như không biết anh Vinh có để ý cái này không, nhưng mà đợt này cái việc mà đang diễn ra cái corona nó rất phức tạp với covid á, thì cái việc mà dự đoán cái điểm bùng phát á, là người ta cũng ứng dụng về phương pháp nghiên cứu học, Đúng và rồi. cũng ứng dụng về Lean Six Sigma hay cũng ứng dụng về UI để nhận dạng được là đâu là cái điểm tipping point và đâu là điểm bùng phát. Mà nó có một hình, nó có hàm nghiên cứu luôn á, có ra công thức luôn á. Thành ra các quốc gia họ cũng biết được là đâu là điểm bùng phát thì họ chặn. Anh Ninh mới nói cái việc là mình kéo dài cách ly thêm tới thể tới 30 tháng 4, tại vì cái công thức này nó sẽ lên, và nó sẽ lên theo dạng cái cấp số mà lũy thừa dần đứng. Ví dụ như mình đang có 200 người mà mình để lên tới 1.000 người, thì từ 1.000 người lên 10.000 người rất là nhanh. Thì nó có những công thức, thì qua những việc mà mình nghiên cứu mà mình cảm thấy là mình tự trả lời cho những câu hỏi mà đặt ra hàng ngày, thì cảm thấy rất thú vị, và mình thấy là việc đó nó không phải là áp lực, mà mình cảm thấy mình rất là enjoy khi mà làm việc đó. Anh nói mình có thấy cái điểm đó hay á, tại vì các nước đều có cái mô hình dự đoán á, họ đều tính toán từ nhà khoa học hết á, thì là cái điểm mà anh chia sẻ thì mình lưu ý. Thì hồi nãy anh lúc đầu anh chia sẻ về DBA PhD, anh một nói về là philosophy of doctor, là lý thuyết một cái giải quyết, nhưng mà một cái vừa rồi anh em mình làm cái số đó về cái CEC, cái khóa CEC của bên John Partners á, thì mình rất thích cái chuyện á là ứng dụng mà mình gọi là kết hợp giữa lý thuyết và thực hành á. Nghĩa là anh vẫn dùng mô hình là OI. OI thì ai cũng biết, anh chia sẻ rồi mọi người OI search Google lên website coi biết, nhưng mà OI mà ứng dụng thế nào á là cả câu chuyện. Thì vừa rồi nói về CAC, anh nói anh có mô hình, anh có phương pháp luận, thì nhiều người họ đấu luận là gì, mô hình là gì. Nhưng mà đợt này khi anh nói về cái chỗ này thì mình rất là thích, mình rất là hiểu hơn về cái CAC của anh. Vừa rồi là hiểu một một cái câu chuyện anh nói là mình đã hiểu cái cách làm CAC rồi. À, anh nói bữa nay anh nói về phương pháp luận, anh nói về cách thực hành này kia, mình thấy rất là hay. Cái này mình chia sẻ hai ý nha.
Vậy tôi biết là hồi xưa mình cũng đặt câu hỏi với mọi người, những câu hỏi rất là ngây thơ, tức là học đại học xong rồi chắc là mình bá đạo rồi, bá chủ thế giới rồi, không biết học thêm cái gì nữa. Thì không biết là mấy ông mà thạc sĩ, tiến sĩ nó khác nhau cái gì, thì đó câu hỏi nó lẩu quẩn trong đầu mình. Thì thực sự là khi mình học xong rồi mình mới nhận ra được rằng à nó như thế này, mà mình cũng muốn chia sẻ với cộng đồng để mọi người cũng biết, cảm thấy thú vị. Thì thứ nhất là khi mà mình học đại học á, thì anh thấy là đại học nó hay phân chuyên ngành đúng không? Dạ đúng rồi. Ngành xong đó là mình tới cái chuyên ngành đó xong thì mình tốt nghiệp cử nhân. Thì sau đó mình học thạc sĩ, thạc sĩ tới vẫn phân chuyên ngành. Thì sau đó mình trả lời được cái câu à như vậy tới cái level thạc sĩ là mình tiệm cận với những gì mà nhân loại hay thế giới đang biết. À, và sau đó mình học tiến sĩ là mình đục thêm cái lỗ, mà cái lỗ đó do chính mình tạo ra, và mình tạo ra một cái kiến thức mới, một cái nền tảng mới, một cái phương pháp mới, hoặc là một cái cách làm mới. Thì đó là cái người đạt tới cái đẳng cấp tiến sĩ, và sau đó mình thấy rất là thích. Và sau đó mình làm nhiều đề tài thì mình đục ra nhiều cái lỗ mới, nhiều mô hình mới. Và mình liên qua câu chuyện số 2 là câu chuyện CEC á, là cái mô hình chuyên gia tư vấn xuất sắc á. Thì mô hình này là một trong những cái đề tài trong đề tài tiến sĩ, và sau này mình sẽ kết hợp một số cái anh em đang làm nghiên cứu tiến sĩ hay nghiên cứu postdoc sau tiến sĩ á, để giải quyết một số cái vấn đề mô hình liên quan tới CEC này. Ví dụ như là Operational Excellence, làm sao nó tối ưu cho các doanh nghiệp Việt Nam sử dụng được, làm sao mình có một cái mô hình model để cho chuyên gia tư vấn có thể áp dụng được. Thì rất nhiều cái kiến thức trong CEC nó đến từ cái đề tài tiến sĩ, mà đôi khi nhiều người nghĩ là à học tiến sĩ hay thạc sĩ là học cho vui, học có lý thuyết. Thực ra như vậy nó sai lầm và nó hơi bị phiến diện, tại vì đôi khi con sâu làm rầu nồi canh, và nó chỉ làm phản ánh một vài cái trường hợp mà mình nhìn thấy trên xã hội thôi. Còn đa số những em học thạc sĩ tiến sĩ là học tày da tróc bảy thế đó, học rất là cực khổ, học đủ ngày đủ tháng mới về được, chứ không tự nhiên mà tốt nghiệp được. Mà sau đó nó ra những cái mô hình mà mình quay về lại mình ứng dụng được trong doanh nghiệp. Và CEC chắc chắn là một cái sản phẩm, một cái giải pháp mà ứng dụng được rất nhiều kiến thức từ rất nhiều cái bộ não, không chỉ Việt Nam mà trên thế giới. Ngay cả như vừa rồi mình có giáo sư Alan đó, giáo sư Alan là giáo sư rất nổi tiếng, hướng dẫn học viên của postdoc của trường đại học Oxford. Thì khi mà giáo sư thấy cái mô hình ở CEC, giáo sư cũng khen, giáo sư nói là khi nào mà hồi tao về hưu mày cho tao đi dạy chương trình này. Thì đó là cái mình cảm thấy rất tự hào khi mà những cái chương trình học tiến sĩ mà thấy là không bị phí thời gian. Rồi, ok, rất là cảm ơn anh. Thì cái thưa quý vị, cái chương trình CEC là Minh với anh Trường có làm một cái video clip trên YouTube của John Partners Operational Excellence. Thì quý vị nào mà muốn tìm hiểu về CEC thì cái số đó tôi nói rất là clear, rất là rõ. Thì hôm nay sẵn cái nói về tiến sĩ thì Minh có dẫn vào, thì đây là dành riêng cho những anh chị nào mà chưa có theo dõi cái CEC. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều, tại vì khi nghe nói xong là động lực học tiến sĩ mình nó cao hơn nữa. Research proposal là mình có rồi. Thì vừa rồi mình nói nếu mà được thì nhờ anh hướng dẫn luôn, tại vì anh em mình có làm chung một số thứ, rồi viết bài này kia, viết sách chung á. Anh Minh là bây giờ phải sắp vào dạng là nghiên cứu sinh chứ không phải là thạc sĩ nữa, lên một cấp rồi, tại vì anh đã xong cái proposal, bây giờ anh chỉ cần dành thời gian để anh tốt nghiệp thôi. Chắc hẹn ngày uống rượu mừng bên anh Minh nha. Dạ, hy vọng là vậy. Rất là cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình. Lần nào gặp anh mới chúc, tại vì mùa dịch mà, chúc sức khỏe chứ. Rồi, cảm ơn Minh. Anh và cùng gia đình luôn và rất sức khỏe. Thứ hai là chúng ta có những cái hành động chúng ta giúp cộng đồng mùa này và vượt lên trong cái nỗi sợ hãi dịch giai đoạn này. Dạ rồi, ok. Dạ rồi, cảm ơn Minh rất nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi, và hy vọng là qua phần chia sẻ vừa rồi thì sẽ có nhiều người được truyền cảm hứng, tạo động lực và đi đến chặng đường cuối cùng của con đường học thuật. Xin cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị sau ạ. Rồi, xin chào anh, hẹn gặp anh à. Dạ. Rồi, cảm ơn Minh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe sự chia sẻ với chuyên gia, và hy vọng với sự chia sẻ ngắn này chúng ta có góc nhìn mới cũng như là bộ công cụ ứng dụng trực tiếp được ngay trong doanh nghiệp của mình. Và đừng quên nhấn nút follow cũng như comment ở bên dưới giúp chúng tôi có thể hoàn thiện chương trình ngày càng tốt hơn. Xin cảm ơn.